Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn chương 3481 cuối cùng, Bạch Phù bị thương nặng. Giọng nói Bạch Phù tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý. Thật là một đứa trẻ ngốc nghếch. Cho dù không có chuyện hôm nay, kết cục của cậu cũng đã sớm được tôi sắp xếp tốt rồi, cậu nhất định sẽ trở thành bước đệm của tôi. Giọng nói Bạch Long thần quân lộ ra một loại thoải mái cùng may mắn. Năm đó ông ta ngẫu nhiên đạt được bí thuật không chọn vẹn nào đó, sau đó ông ta đã tách ra một đoàn tinh huyết dung nhập vào trong cơ thể Bạch Phù chưa sinh ra. Chính là muốn chờ đến khi tu vi Bạch Phù thành công, ông ta sẽ nuốt chửng Bạch Phù, bước ra một bước mang tính then chốt, trở thành tôn giả. Chính vì vậy, ngày đó Bạch Phù bị đường Tuấn Phong bế khiếu huyệt, thiếu chút nữa chết đi, Bạch Long thần quân mới bỏ ra một cái giá lớn để cứu anh ta. Chỉ là ông ta không nghĩ tới lại dùng đến ở thời điểm này. Bạch Phù không còn sợ hãi Bạch Long thần quân nữa, anh ta gào thét một tiếng, rồi nhào tới. Hiện giờ anh ta đã là thần quân cảnh hậu kỳ, anh ta không tin mình không có sức để đánh cùng Bạch Long thần quân một trận, anh ta chắc chắn sẽ không chờ chết. Hắc! Bạch Long thần quân cười lạnh một tiếng. Trong vùng không gian này, cự mãng màu trắng cùng cự mãng màu máu quấn quanh cùng một chỗ, đánh đến mặt đất đều nứt ra sức mạnh đáng sợ bao trùm bốn phía, toàn bộ tòa trận pháp đều chấn động lên. Tuy rằng Bạch Phù liều mạng, nhưng tu vi của anh ta so với Bạch Long Thần Quân vẫn yếu hơn không ít, hơn nữa lúc này Bạch Long Thần Quân có ma huyết chú gia trì, thực lực mạnh hơn vài phần. Bạch Phù nhanh chóng bị thương, trên thân thể màu trắng bị Bạch Long Thần Quân cắn từng cái lỗ máu, dòng máu tuôn ra. Ha ha! Bạch Long Thần Quân không ngừng phát ra tiếng cười lạnh âm trầm, Cuối cùng, Bạch Phù bị thương nặng. Bạch Long Thần Quân làm ra một hành động khiến người ta hoảng sợ. Ông ta mở miệng thật lớn và nuốt chửng từ đuôi Bạch Phù, người đang bị thương nặng nhưng còn chưa hoàn toàn chết đi. ung ục. Âm thanh Bạch Long Thần Quân nuốt không ngừng vang lên. Thân thể khổng lồ của Bạch Phù tiến vào trong cơ thể ông ta, dường như cũng không có ảnh hưởng đến ông ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 3482 trầm thanh đằng, ông đừng nói láo. Bộ tộc bọn họ, thích nuốt nhân tộc, nuốt chừng các loại yêu thú, nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày mình sẽ trở thành đối tượng thủy tổ nuốt chừng. Ôm ý niệm không cam lòng như vậy trong đầu, một bộ phận cơ thể cuối cùng của Bạch Phù bị Bạch Long thần quân nuốt vào. Bạch Phù biến mất hoàn toàn trên thế giới này. Mà cả người đỏ như máu của Bạch Long thần quân bắt đầu lột xác, dưới da đỏ như máu lột xác tái hiện thân thể trắng nực như ngọc. Không chỉ như thế, dưới bụng ông ta thế nhưng mọc ra bốn chân, đỉnh đầu sinh ra hai góc. Ông ta không chỉ phá giải ma huyết chú, còn mượn cơ hội lột xác. Bên ngoài bạch long thần sơn, đám yêu thú run rẩy, bọn họ nghe được âm thanh truyền ra từ trong trận pháp, mơ hồ đoán được đã xảy ra chuyện gì. Từ hôm nay trở đi, phong tỏa đạo tràng, tôi muốn bế quan. Lời nói của Bạch Long thần quân truyền ra. Chúng yêu thú tràn đầy sợ hãi gật đầu. Căn cứ trụ thất, căn cứ này hôm nay thay đổi tiếng ồn ào ngày xưa, giống như bị người ta hạ chế độ im lặng, cả căn cứ lớn như vậy đều yên tĩnh lại. Nhưng hôm nay người tu hành trong căn cứ chẳng những không giảm bớt, ngược lại còn tăng lên. Cả căn cứ được phủ bằng cờ trắng, vẻ mặt bi thương của tất cả mọi người nhìn một tòa gác xếp ở trung tâm căn cứ. Căn gác xếp kia là nơi ở hàng ngày của Bình Tam Tiếu bình thường ông ta đi khám bệnh chữa trị cũng ở đó nhưng sau này căn gác xếp đó sẽ trở thành một tòa nhà trống không còn bệnh nhân nào xếp hàng dài bình tam tiếu chết rồi đây là tin giữ cho nhiều người sau khi tin tức này truyền ra rất nhiều người tu hành nhận được lòng tốt của bình tam tiếu đều tới đến đưa ông ta một đoạn đường cuối cùng cho nên hôm nay trong căn cứ trụ thất còn nhiều hơn bình thường trong căn gác treo đầy cờ trắng lúc này lại có chút ồn ào. Một người đàn ông cao lớn thô kệch hai mắt đã ướt đấm, khẽ quát bác sĩ Bình là bị ai giết. Tôi sẽ trả thù cho ông ta. Chỉ mãn đường, cho dù anh biết, cũng chưa chắc đã dám đi. Một người cười khẩy nói. Người trả lời đường Tuấn cũng quen biết, lại là Trầm Thanh Đằng. Mà người đàn ông tên chỉ mãn đường này cũng không phải hạng người vô danh, mà là người tu hành xếp thứ 20 trên bia kỷ nguyên, trì mãn đường giận dữ nói trầm thanh đằng ông đừng nói láo coi như là chu tước thần quân tôi cũng dám đấu một trận trầm thanh đằng cười lạnh một tiếng nói là bạch long thần quân giết bác sĩ bình này anh có dám đi không trì mãn đường giật mình trong mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ anh ta tình nguyện đối mặt với chu tước thần quân cũng không nguyện ý đối mặt với bạch long thần quân chương 3483, cậu muốn tự mình đi chịu chết thì đi. Bởi vì tuy thực lực chu tước thần quân mạnh, nhưng gần như rất ít hạ sát thủ, mà bạch long thần quân lại là ham giết thành tính. Tiếng ồn trên lầu lập tức biến mất. Ngoại trừ hai người này ra, trong gác xếp còn có không ít người, hầu như đều là cấp bậc tiểu tôn giả. Bình Tam Tiếu Thân là một trong mấy thần bác sĩ có y thuật cao nhất trên chiến trường kỷ nguyên, có thể kết giao với ông ta cũng không phải người bình thường. Đường Tuấn và mấy bác sĩ ở đây, ngược lại có vẻ có chút khác biệt. Anh lặng lặng đứng, cũng không nói nhiều, nhìn một số người gặp qua bình tam tiếu lần cuối cùng lại rời khỏi tòa gác xếp này. Không biết qua bao lâu, không ai ra vào gác xếp nữa. Ban đầu mấy thần bác sĩ bên cạnh đường Tuấn cũng rời đi, trong gác xếp chỉ còn lại mấy người, chỉ mãn đường và trầm thanh đằng rõ ràng cũng đứng trong danh sách đó. Tôi muốn đi Bạch Long Thần Sơn tay đường tuấn bóp ấn quyết, ở xung quanh gác xếp bày ra cấm chế cách âm, sau đó anh bỗng nhiên nói. Trầm thanh đằng nghe vậy, sắc mặt chợt biến đổi, khinh thường nhìn đường tuấn, nói chỉ dựa vào cậu sao. Ngay cả vị sư phụ kia của cậu, cũng nhất định không dám đi. Bạch hổ tôn giả trấn giữ tinh vực bạch hổ, ai dám đi chứ? Đường Tuấn lắc đầu, nói, lần này bạch hổ tôn giả chắc chắn sẽ không ra tay trầm thanh đằng nói cậu dựa vào cái gì mà nói như vậy ánh mắt đường tuấn lấp lóe nói tôi đoán vậy trầm thanh đằng sửng sốt nói như vậy cậu cũng dám để cho chúng tôi đi chịu chết với cậu sao ha ha nếu như tôi nhớ không lầm bạch long thần quân từng phản bội địa cầu ông ta và cậu là kẻ thù không đội trời chung cậu không phải là lấy danh nghĩa báo thù cho bác sĩ bình nhưng trên thực tế lại muốn mượn tay chúng tôi diệt trừ bạch long thần quân chứ nếu như đúng như vậy, tôi khuyên cậu nên từ bỏ nó đi. Đường Tuấn nói, mặc kệ các người nghĩ như thế nào, tôi cũng sẽ đi Bạch Long Thần Sơn. Tuy rằng ma huyết chú trong Bạch Long Thần Quân ngoại trừ anh ra thì không ai có thể giải, nhưng anh luôn có cảm giác Bạch Long Thần Quân sẽ không dễ dàng chết như vậy. Mà lần này ma huyết chú trong Bạch Long Thần Quân, có lẽ là một cơ hội ông ta. Trầm Thanh Đằng vung tay ra, đi ra ngoài gác xếp, nói cậu muốn tự mình đi chịu chết thì đi. Minh tam tiếu cùng lắm cũng chỉ chữa trị vết thương cho tôi một lần mà thôi, tôi không cần vì ông ta mà phải chịu chết. Chỉ mãn đường cũng lắc đầu, đi ra ngoài gác xếp, âm thanh trầm thấp truyền vào, anh hãy suy nghĩ cẩn thận. Một ngày sau, đường Tuấn mang theo tạ phù diệu, hàn bảo long rời khỏi chiến trường kỷ nguyên. Anh đã là học trò bên trong của cung hỗn nguyên, nên có năng lực dẫn người rời đi chương 3484 còn có Trầm Thanh đằng tôi nữa. Từ trên cao nhìn xuống tinh vực Bạch Hổ, giống như một con mãnh hổ nằm sấp trong hư không. Tạ Phù Diệu cùng Hàn Bảo Long là thể chất đặc thù, tuy rằng chỉ là thần quân cảnh hậu kỳ, nhưng sức chiến đấu thực sự đã không thua kém tiểu tôn giả bình thường. Nhưng điều đó vẫn không đủ. Đường Tuấn đi tới bên ngoài tinh vực Bạch Hổ, không đợi bao lâu, Tư Không Tuyền đã mang theo hơn 10 người tới. Tư Không Tuyền nói, sư huynh tôi đang bế quan, không có cách nào thoát thân. Tôi đã đưa mọi người đến để giúp bác sĩ Đường. Lúc nói chuyện, Tư Không Tuyền nhíu mày. Nếu chỉ dựa vào những người bọn họ, đừng nói giết Bạch Long Thần Quân, chỉ sợ ngay cả đại trận hộ pháp của Bạch Long Thần Sơn cũng không công phá được. Đang lúc Tư Không Tuyền muốn nói chuyện, một tiếng cười khẽ từ trong hư không truyền đến, "Lão Đường, loại chuyện tốt này làm sao có thể thiếu được Triệu Huyền tôi đây?" dứt lời, Triệu Huyền mang theo một nhóm người xuất hiện. Người mà anh ta mang theo chính là binh lính của phá quân doanh. Lúc này những binh lính này hầu như đều đạt tới thần quân cảnh trung kỳ, thậm chí là trình độ hậu kỳ. Không thể không nói, hoàn cảnh địa cầu hiện giờ thật sự quá thích hợp để tu hành, hơn nữa y thuật của đường tuấn phối hợp cùng các loại bảo vật, tu vi của binh lính phá quân doanh càng ngày càng cao. Ánh mắt triệu huyền tỏa sáng, anh ta không hề coi lần tiến công bạch long thần sơn này là chuyện nguy hiểm ngược lại còn có chút hưng phấn hiện giờ anh ta cũng đạt tới thần quân cảnh hậu kỳ tu vi đạt tới bình cảnh thực sự muốn cọ vận may của đường tuấn bác sĩ đường một bóng người từ trong phá quân doanh bay ra chính là thanh mạn thần quân đường tuấn khẽ gật đầu thanh mạn thần quân xuất thân từ yêu thực nhất mạnh của tinh vực bạch hổ có ông ta dẫn đường sẽ thuận tiện hơn rất nhiều Tư không tuyền nhìn thấy phá quân doanh, trong lòng hơi ổn định. Báo thù cho bác sĩ Bình, làm sao có thể thiếu được chỉ mãn đường tôi. Còn có trầm thanh đằng tôi nữa. Lại là hai tiếng quát từ xa truyền đến. Chỉ mãn đường cùng trầm thanh đằng mang theo một đám người xuất hiện. Trên mặt đường Tuấn không khỏi lộ ra ý cười. mươi 3485 Bạch Long Thần Sơn xong rồi. Cho nên đối với thực lực của Đường Tuấn bọn họ cũng không phải rất coi trọng. Đối với việc này, Đường Tuấn cũng không nói thêm gì. Bắt đầu đi. Theo tư không tuyển quát khẽ một tiếng, một đám người chậm rãi vọt vào tinh vực Bạch Hổ. Đối với tinh vực Bạch Hổ mà nói, bọn họ là người ngoài, tinh vực Bạch Hổ sẽ có loại bài xích tự nhiên. Nhưng lần này bọn họ tiến công Bạch Long Thần Sơn cũng không tính là tinh vực Bạch Hổ thực sự. Cho nên lực bài xích cũng không lớn, có thể không đáng kể. Có lẽ chỉ có Tôn Giả mới có thể thực sự không để ý đến lực bài xích giữa tinh vực. Hai ngày nay lòng người Bạch Long Thần Sơn hoảng sợ. Bạch Phù bị Bạch Long Thần Quân giết chết, mà Bạch Long Thần Quân lại bế quan, làm cho người tu hành trong Bạch Long Thần Sơn có loại cảm giác mưa gió sắp tới. Ngày hôm đó, những người tu hành ở Bạch Long Thần Sơn vẫn tu hành và tuần tra như thường lệ bỗng nhiên một âm thanh ầm ầm vang lên, bên ngoài bạch long thần sơn, tiếng gào thét chém giết cao mất trời, những bóng người dày đặc đang đến gần. Người tu hành cảnh giới thần quân đi tuần tra nhìn thấy bóng người xuất hiện trong tầm mắt, sắc mặt bọn họ biến đổi, vội vàng phát ra tín hiệu khẩn cấp. Trong nháy mắt, bạch long thần sơn tiến vào trạng thái phòng ngự. Đã có người nhận ra đám người tư không tuyền, trầm thanh đằng và cả trì mãn đường, dưới tình huống bạch long thần quân không có ra tay, Bạch Long Thần Sơn cũng không có sức chiến đấu. Mấy bóng người xuất hiện trước đại trận hộ Sơn của Bạch Long Thần Sơn, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn kẻ địch. Đám người đường Tuấn cũng đã đi tới trước đại trận hộ Sơn của Bạch Long Thần Sơn. Còn đám người trầm thanh đằng, chỉ mãn đường bởi vì lo lắng tôn giả sẽ đột nhiên ra tay, cho nên cũng không có hết tốc lực. Tuy rằng bọn họ đã tới, nhưng họ cũng không hoàn toàn tin vào suy đoán của đường Tuấn. Nhưng dọc đường đi tới, Tôn giả lại thật sự không có ra tay. Phải biết rằng lúc này bọn họ đã đến phạm vi của tinh vực bạch hổ, tương đương với việc khiêu khích uy nghiêm của bạch hổ tôn giả. Điều này làm cho đám người trầm thanh đằng chỉ mãn đường nhi hoặc trong lòng suy đoán của Đường Tuấn thế nhưng đã trở thành sự thật. Có điều tôn giả không ra tay đối với bọn họ cũng là chuyện tốt. Dựa theo kế hoạch ban đầu mà làm. Tư Không Tuyền khẽ quát một tiếng tất cả mọi người nhẹ giọng đáp lại. Ra tay. Tư không tuyền ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đồng thời ra tay. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời xuất hiện các loại dị tược, đủ loại màu sắc thần thông ẩm ẩm rơi xuống. Người tu hành ở đây cộng lại có gần một ngàn người, và lại mỗi người ít nhất đều là người tu hành thần quân cảnh trung kỳ. Chỉ riêng thế lực này cũng đã hoàn toàn nghiền ép bạch long thần sơn. Chỉ trong nháy mắt, đại trận hộ sơn của Bạch Long Thần Sơn đã bị vô số thần thông đánh tan. Bạch Long Thần Sơn xong rồi. Trong Bạch Long Thần Sơn, không ít người đều kinh ngạc nhìn cảnh này. Bạch Long Thần Sơn phong quang vô hạn trong tinh vực Bạch Hổ sẽ bị tiêu vong trong ngày hôm nay. Đường Tuấn nhìn về phía Bạch Long Thần Sơn, ánh mắt nhìn thấu các tầng trận pháp phía dưới, rất nhanh anh đã nhìn thấy những nhân tộc được những người tu hành Bạch Long Thần Sơn nuôi nhốt. Chương 3486 nào, tiếp tục uống rượu. Bác sĩ Đường, anh đi đi. Chúng tôi đã cảm nhận được khí thức của Bạch Long, hiện tại ông ta hình như rất yếu, mấy người chúng tôi sẽ ra tay chém giết ông ta. Tư không tuyền trịnh trọng nói. Chỉ mãn đường, trầm thanh đằng cũng đều gật đầu. Cho dù sức chiến đấu của đường Tuấn có thể sánh ngang với tiểu tôn giả, nhưng vẫn có sự chênh lệch không nhỏ với Bạch Long thần quân. Trong mắt bọn họ, tác dụng của đường Tuấn trong chuyến đi này chính là để cho mấy thế lực liên hợp lại. Đường Tuấn nói, "Được. Nếu có việc gì cần tôi giúp đỡ, các người không cần phải khách khí." Hành động lần này dù sao cũng là do anh tổ chức, cho dù vì vậy mà bại lộ một chút thực lực cũng không sao. Đối với sự khách khí của Đường Tuấn, mấy người Tư Không Tuyền đều cười nhạt. Mấy người bọn họ cộng lại ngay cả Chu Tước Thần Quân cũng dám đánh một trận, nếu thật sự gặp phải chuyện không có biện pháp xử lý, thì cũng không phải là chuyện mà Đường Tuấn có thể giải quyết. Mấy người tư không tuyển hóa thành mấy đạo lưu quang sông về phía sâu trong bạch long thần sơn, vẻ mặt của mấy người đều đằng đằng sát ý. Lần này nhất định phải giết chết bạch long thần quân, nếu không hậu họa về sau sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đường Tuấn thì dẫn theo mấy người triệu huyền đi về một nơi khác ở Bạch Long Thần Sơn. Đây là một nhà giam bẩn thỉu. Nhà giam này rất lớn, có một mùi hôi thối nồng nặc từ bên trong truyền ra ngoài. Trong ngục giam, một đám tu sĩ đều có vẻ mặt tuyệt vọng và bọn họ đã chết lặng trước loại cuộc sống này. Tuy rằng bọn họ có tu vi trong người, nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì. Bạch Long Thần Quân để cho bọn họ tu hành, chỉ là vì muốn gia tăng khẩu vị khi nuốt trừng. Chỉ có thể dùng từ sống không bằng chết để hình dung loại cuộc sống này. Bên ngoài nhà tù, còn có một đám thủ vệ thỉnh thoảng tùy ý vung roi trong tay đánh bọn họ. Nếu tôi là các người, còn không bằng chết rồi quên đi cho xong. Ha ha ha, tôi quên mất các người đã bị thần quân cấm chế, ngay cả tự sát cũng không làm được. Thật là đáng thương. Tôi nghe nói tổ tông của các người đến từ địa cầu, hiện giờ địa cầu đã hồi sinh, sao lại không có người đến đón các người chứ? Một đám thủ vệ vừa uống rượu, còn vừa nói chuyện châm biếm những người trong ngục giam, như thể uống rượu như thế này sẽ càng có thú vị hơn đúng lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng ầm ầm ngục giam cũng vì thế mà chấn động theo mấy tên thủ vệ yêu tộc đều biến sắc bọn họ đứng lên chỉ có tên ngục giam trưởng uống đến say khướt kia lạnh lùng nói hoảng cái gì nơi này là bạch long thần sơn nơi bạch hổ tôn giả che chở ai dám tấn công vào đám thủ vệ yêu tộc nghe vậy đều nhìn nhau cười bọn họ cũng cảm thấy mình quá đa nghi rồi, hẳn chỉ là tiếng vang mà các cường giả thần sơn đang giao thủ tỉ thí làm ra. Nào, tiếp tục uống rượu. Tên ngục giam trưởng giơ hủ rượu trong tay, cười to nói. Nhưng lần này anh ta vừa nói xong, lại là một trận tiếng rắc rắc truyền đến. Phịch, chương 3487 bọn họ đều là thần quân. Hủ rượu trong tay tên ngục giam trưởng rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh vụn trận pháp bảo vệ của tòa nhà giam này vỡ vụn. Ninh địch. Tên ngục giam trưởng giật mình một lát, anh ta chợt vận chuyển pháp lực, men say bị quét sạch sành xanh. Một luồng khí thế từ trên người ngục giam trưởng bộc phát ra, trong tay ngục giam trưởng cầm một thanh đại đao đầu quỷ, ánh mắt anh ta lạnh lùng. Nói thế nào đi nữa, thì vốn dĩ tên ngục giam trưởng này cũng là một vị cảnh giới thần quân, các người cũng đừng xem thường tôi. Ngục giam trưởng cười lạnh trong lòng, bởi vì tu vi của anh ta đứng cuối trong đông đảo thần quân, cho nên mới được bố trí trông coi tòa ngục giam trong trong nhân tộc này. Không một khác nào là ngục giam trưởng không muốn lập công. Lần này vừa vặn là một cơ hội tốt. Ha ha, các người không nghĩ tới một tòa ngục giam nho nhỏ của nhân tộc sẽ có một vị có tu vi cảnh giới thần quân kinh người chấn giữ. Anh ta nhìn về phía Bạch Long Thần Sơn, ánh mắt dần dần kiên định. Tôi có thể quay lại ngay trong ánh mắt kiên định của anh ta một đám người từ bên ngoài nhà tù chậm rãi đi vào tới rồi sao ngục giam trưởng nắm chặt đại đao đầu quỷ trong tay hôm nay thanh đao này cũng có thể uống máu tươi rồi bọn họ là ai trong lòng ngục giam trưởng đột nhiên sinh ra hào khí nhưng chỉ nhìn đám người kia một cái trong lòng ngục giam trưởng đã lột bộc một tiếng đi ở phía trước là một người trẻ tuổi anh ta không cách nào cảm nhận được tu vi nhìn lại lít nha lít nhít mấy trăm người ùm ụp ngục giam trưởng nuốt nước bọt mẹ kiếp bọn họ đều là thần quân thần quân từ khi nào lại không đáng giá như vậy ngục giam trưởng cảm thấy nhận thức của mình đã bị đảo ngược rồi nhìn cảnh tượng trong ngục giam trong lòng đường tuấn càng tức giận anh không để ý tới mấy người ngục giam trưởng đang dại ra mà phất tay xé bỏ cấm chế nhà giam nhưng khi ngục giam mở ra, thì người bên trong lại thở ơ. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Đường Tuấn càng thêm bi thương, sát ý đối với Bạch Long thần quân càng sâu. Anh có thể nhìn ra được, thân thể những người này không có vấn đề gì, thậm chí rất khỏe mạnh, sống mấy ngàn năm cũng không thành vấn đề. Nhưng tâm lý của họ lại có vấn đề lớn, điều này cần thời gian để chữa lành từng chút một. Bạch Long. Đường Tuấn đi ra ngoài nhà tù. Hàn Bảo Long và Tạ Phù Diệu đuổi theo sau. chương 3488 Chu Tước Vốn dĩ Bạch Long thần quân chỉ xếp thứ 10 trên bia kỷ nguyên, thực lực không kém gì tư không tuyền. Nhưng sau khi Bạch Long thần quân hoàn thành lột xác, thực lực tăng nhanh tới gấp mấy lần. Một mình ông ta không chỉ có thể đánh lại công khích của tư không tuyền, chỉ mãn đường và trầm thanh đằng, mà còn có thể chiếm thế thượng phong. Trong lòng ba người tư không tuyền bỗng nhiên bất an. Bạch Long thần quân muốn thu rắn hóa rồng. Chuyện này cũng không phải là bí mật, nhưng phần lớn mọi người đều cảm thấy kỳ lạ. Mọi người đều biết truyền thuyết cá chép hóa rồng, nhưng đó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Mà bây giờ Bạch Long thần quân lại có thể làm được. Từ trên người Bạch Long thần quân tản mát ra Long uy, không thua kém gì từ Kim Thiên Long của Long tộc Hoàng giả. Sinh mệnh lột xác Sinh mệnh kỳ lạ, mấy người thần tư không tuyền đều chấn động. Bạch Long thần quân cười ha ha, nói, không nghĩ rằng giết một bình tam tiếu lại khiến mấy người các ông bất tử. Sau khi đột phá bụng rất đói, đúng lúc sẽ nuốt ba người các ông. Bạch Long thần quân vô cùng đắc ý, chính ông ta cũng không nghĩ rằng sau khi nuốt bạch phù lại có thành quả như vậy. Nghĩ tới đây, ông ta càng cảm thấy khiếp sợ đối với bí thuật không trọn vẹn năm đó. Nếu loại bí thuật này hoàn chỉnh, vậy nó có thể nói là nghịch thiên. Sắc mặt mấy người tư không tuyền vô cùng u ám, trong lòng sợ hãi. Nhưng Bạch Long thần quân càng đánh càng hăng, ngay cả cơ hội chạy trốn, họ cũng không có. Bông bông. Bạch Long thần quân vung đuôi một cái, hai người chỉ mãn đường và thẩm thanh đằng đều hộp máu bay ra ngoài, ngã mạnh vào trong Bạch Long thần sơn. Một mình tư không tuyền khó có thể chống đỡ lại ông ta nên cũng bị Bạch Long thần quân đánh mạnh vào ngực, ngã rất nhanh. Ngực ông ta bị đập đến nỗi lún vào, chảy rất nhiều máu. Ha ha! Trong ánh mắt Bạch Long thần quân hiện ra vẻ tham lam. Tuy rằng đã hóa rồng, nhưng bản tính nuốt chừng của ông ta chẳng những không thay đổi, mà càng ngày càng tăng lên. Không ai có thể nghĩ tới, có một ngày Bạch Long có thể lĩnh ngộ căn nguyên nuốt chừng. Trong lòng Bạch Long vô cùng đắc ý. Mặc dù quá trình hóa rồng đau đớn, nhưng có thể thu hoạch được thành quả rất lớn. Không chỉ thực lực tăng nhanh mà còn lĩnh ngộ ra căn nguyên nuốt trừng vô cùng hiếm thấy. Mặc dù chỉ là lĩnh ngộ sơ bộ, nhưng chỉ cần có thời gian, ông ta nhất định có thể nhờ đó mà đột phá tôn giả. Chu Tước, chương 3489 vì hôm nay tôi muốn giết ông. Ánh mắt Bạch Long Thần Quân ngưng tụ, sau khi có căn nguyên nuốt trừng, ông ta rất muốn đánh một trận với Chu Tước Thần Quân. Kết thúc rồi bạch long thần quân cười nhạt nói con rồng mở miệng ra tư không tuyền thẩm thanh đằng và trì mãn đường cảm giác bị một lực rất mạnh bắt lấy cơ thể tự do bay về phía miệng của con rồng đồng thời sắc mặt họ đột nhiên biến đổi họ cảm giác sinh mệnh nguyên khí của bản thân cũng bị nuốt vào miệng rồng không phải chỉ là căn nguyên nuốt chừng thôi sao trong đầu ba người đều nảy ra suy nghĩ như vậy căn nguyên không gian bình thường nhất phổ biến nhất chính là ngũ hành, em mờ dương, hàn băng và các loại căn nguyên lực. Căn nguyên cao cấp hiếm thấy, chính là căn nguyên nuốt chừng, có thể hút sinh mệnh các loại căn nguyên khác. Nhưng nghe nói ngay cả tôn giả cũng tiếp xúc rất ít với những căn nguyên chi lực cao cấp này. Đúng vậy, đây chính là căn nguyên nuốt chừng. Vẻ mặt Bạch Long thần quân vô cùng ngạo nghễ nói. Ba người tư không tuyển nghe vậy, trong lòng vô cùng tuyệt vọng thực lực của Bạch Long thần quân không chỉ tăng lên mà còn nắm giữ, thôn phệ loại lực lượng cường đại này, lúc này họ biết rằng mình đã tính toán sai. Bạch Long Một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên. Một bóng người từ Bạch Long thần sơn đột nhiên xuất hiện, hóa thành một tia sáng xẹt qua bầu trời, một tiếng bịch pha chạm vào thắt lưng Bạch Long thần quân. Bạch Long thần quân bị cố cự lực này đánh bay ra ngoài, nhờ đó mà ba người tư không tuyển cũng có thể thoát chết bác sĩ đường. Miệng ba người tư không tuyển há hốc kinh ngạc nhìn người trước mắt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Bạch Long thần quân đã gần như vô địch, nhưng lại bị đường Tuấn đánh bay. Đường Tuấn Bạch Long thần quân đứng lên, cũng khiếp sợ nhìn về phía đường Tuấn. Lúc này trên người đường Tuấn tản mát ra khí tức không kém ông ta bao nhiêu. Ông ta cắn răng nói, hóa ra trước giờ cậu vẫn luôn che giấu thực lực thật sự của mình. Đường Tuấn nói, vì hôm nay tôi muốn giết ông. Chương 3490 không thể được, nhất định là giả. Cả tòa Bạch Long Thần Sơn đều chấn động như đang có một người vô hình khổng lồ lay động. Tư Không tuyền, Trầm Thanh Đằng và Trì Mãn đường sợ hãi muốn chết, lần đầu tiên họ chứng kiến được sự đáng sợ của căn nguyên nuốt trừng. Không chỉ mỗi ông mới có căn nguyên nuốt chừng, Mà đúng lúc này, một tiếng cười lạnh vang lên bên tai họ. Ba người nhìn về phía Đường Tuấn, trong lòng có chút khó hiểu, nhưng ngay lập tức họ hiểu được. Chỉ thấy một vòng tròn đột nhiên xuất hiện trước người Đường Tuấn, một cỗ lực lượng không hề kém với lực miệng rồng. Lực hút của vòng tròn hình thành đối kháng. Ba người Tư Không Tuyền lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút, nhưng sự rung động trong tâm trí lại càng sâu. Hóa ra Đường Tuấn cũng có thể thi triển ra căn nguyên nuốt trừng. Bạch Long Thần Quân vốn nắm chắc phần thắng, lúc này cũng lộ ra vẻ khiếp sợ ông ta hét lớn, tại sao cậu cũng có căn nguyên nuốt trừng? Vì muốn có được căn nguyên nuốt trứng mà ông ta suýt thì mất mạng. Ông ta vốn tưởng rằng mình là độc nhất nhưng không nghĩ tới đường Tuấn, người mà ông ta chưa từng để vào mắt lại biết. Không thể được, nhất định là giả. Bạch Long thần quân nói, căn nguyên nuốt trứng là của tôi. Ông ta cố gắng dùng toàn lực, muốn thôn vệ đường Tuấn. Nhưng dù cố gắng thế nào thì ông ta cũng không có cách nào khiến Đường Tuấn di chuyển, hơn nữa, mấy người tư không tuyển dưới sự che chở của Đường Tuấn cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng Bạch Long Thần Sơn lại không may mắn như vậy. Dưới hai cố căn nguyên nuốt chửng đối kháng, Bạch Long Thần Sơn cao tới mấy ngàn trượng cũng bắt đầu sụp đổ. Sau khi Bạch Long Thần Sơn sụp đổ thì từng chút một bị nuốt vào trong miệng rồng của Bạch Long Thần Quân. Chỉ trong chốc lát, cả Bạch Long Thần Sơn đã bị Bạch Long Thần Quân nuốt vào trong bụng. Thân thể của ông ta bắt đầu trướng lớn, vòng eo tăng lên mấy vòng. Đường Tuấn nhìn bộ dáng Bạch Long Thần Quân lúc này, trong lòng khẽ động. Vòng tròn thần bí bay ra ngoài, cũng rơi vào trong bụng Bạch Long Thần Quân. Ha ha ha, chỉ tôi mới có thể nắm giữ căn nguyên nuốt chừng. Bạch Long Thần Quân cười to. Vậy sao? Đường Tuấn cười nhạt. Sứt lời, Tiếng cười của Bạch Long Thần Quân đột nhiên dừng lại. Ông ta cảm giác được khả năng căn nguyên nuốt chửng của mình đang dần biến mất. Không chỉ như thế tiểu thế giới trong cơ thể của ông ta cũng dần dần biến mất. Không. Kết tập 196